Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của nhạc cụ Minh Phụng. Mình là Trung Tính và hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một chức năng rất là đặc biệt, rất hay và bổ ích trên cây đàn EW410 của Yamaha. Đó chính là chức năng sử dụng MIDI. Mình xin giải thích thêm, đó chính là file MIDI. Nhiều bạn cũng thắc mắc gọi điện về công ty hỏi là file MIDI hoạt động như thế nào hoặc cách sử dụng của file MIDI và cái đàn Yamaha EW410 của Yamaha có sử dụng được MIDI hay không. Thì hôm nay mình xin giải đáp cái thắc mắc đó cho các bạn. Điều đầu tiên các bạn còn chuẩn bị đó chính là một cái USB có chứa dữ liệu file MIDI. Nếu các bạn không thể tìm được cái dữ liệu này thì các bạn có thể liên hệ với nhạc cụ Minh Phụng, chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn. Như mình đã đề cập thì đầu tiên các bạn cần có một cái USB chứa dữ liệu file MIDI. Ở đây mình có một cái USB đã chứa dữ liệu rồi. Rồi mình sẽ cắm vào cây đàn. Ở phía sau cây đàn Yamaha EW410 thì này nó có hỗ trợ một cái đầu để mình cắm USB vào. Sau khi đã cắm USB vào đàn rồi thì đàn sẽ hiện chữ nhấp nháy USB, có nghĩa đàn đang đọc USB của các bạn. Các bạn chờ cho đến khi nào cái chữ USB này nó đứng im, có nghĩa đàn nó đã đọc xong USB rồi thì các bạn có thể thao tác trực tiếp ngay trên đàn. Rồi, sau khi chữ USB nó đã đứng im rồi, các bạn có thể nhìn ở góc trên màn hình. Đấy. Thì các bạn chọn vào nút xong. Thường là cái dữ liệu nó sẽ nằm ở cuối cái son. Các bạn có thể sử dụng con lăn để di chuyển về cuối. Đây, các bạn có thể theo dõi màn hình. Nó có một số điệu tên MIDI. Đấy, mình sẽ mở một cái bài để cho các bạn nghe. Mở cái bài cho nó quen. Mình mở cái bài ngày đầu tiên đi học ha. Rồi các bạn nhấn vào nút Start. Đấy, Start. Ở trên đây thì trên màn hình keyboard á, đàn nó có hiện các nốt nhạc. Các bạn có thể theo dõi và học theo cũng được. Còn phía đây chỗ này thì nó có hiện hợp âm. Đây, các bạn có thể theo dõi. Đây chức năng MIDI. Khi cái bài này đang phát, các bạn có thể tắt cái giai điệu đi và có thể chơi solo cũng được bằng cách các bạn nhấn vào cái nút này. Đây, mình lại tắt giai điệu này. Có nghĩa từng phần này nó sẽ thu là trống phần melody hoặc là phần bass, các bạn có thể tắt từng cái đi. Đây mình tắt cái nút giai điệu của nó rồi. Để mình mở giai điệu lại cho các bạn nghe. Đây mình tắt này. Đấy, các bạn có thể nhìn các nốt nhạc và đánh theo. Nó có thể hiện nốt nhạc ở trên phím đàn. Rồi. Ngoài ra thì các bạn còn có thể sử dụng rất là nhiều bài ở đây. Bên mình có hỗ trợ. Những bài lý dị bánh bò đi chẳng hạn, các bạn bấm nút Start. Đấy, còn rất nhiều. Vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng file MIDI cũng như là kết nối với đàn Yamaha EW410. Các bạn có thắc mắc về vấn đề gì cũng như là cần giải đáp về các chức năng sử dụng trên đàn EW410, các bạn có thể để lại comment bên dưới, chúng mình sẽ làm clip giải đáp các thắc mắc của bạn. Nếu video có hay và bổ ích, các bạn hãy cho mình một nút like cũng như subscribe kênh để mình có động lực làm những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.